Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà, cùng tất cả anh chị em. Trước mặt chúng ta đó là nhà thờ Tu Tăng Campuchia. Đây cũng là một trong những nhà thờ rất nghèo và cũng có rất là nhiều người Việt Nam. Và hàng tháng thì chúng con đều có trên 100 phần quà tại khu vực nhà thờ này. Chúng ta thấy là bà con đang đi vô lấy quà đây. Đó. Chúng con khép cửa lại rồi ai có phiếu thì vô để tránh những cái phức tạp. Đây là nhà thờ đang sửa đây. Nhà thờ thì ngày xưa cách đây mấy chục năm thì họ xây là không có móng. Bây giờ thì họ phải làm móng lại. Ông cha sở này cũng đang quyên góp đây mà. Còn là dân nghèo không thì không biết làm sao. Rồi hôm nay chúng con phát quà thì chúng con đi vào trong này. Phải chui vào trong góc này. Chúng ta cảm ơn quý vị ân nhân đã giúp cho chúng ta gạo mỗi tháng nghe. Rồi cảm ơn bà Trùm Con nè. Rồi ông bà Cố Điệp đã giúp cho chúng ta nghe. Rồi quý ông bà cũng cầu nguyện cho nhà thờ mình xây sớm được hoàn thành nha. Rồi. Tức là mỗi người có một phần quà. Mỗi người có một phần quà rồi. Đó, mỗi người có một phần quà để ngồi vào cái phần quà của mình. Sau khi đầy đủ hết trơn thì là của ai người đã mang về. Nhân tiện thì con cũng giới thiệu cho quý ông bà anh chị em, nhà thờ này hồi đó xây là không có móng. Bây giờ là phải làm móng. Cũng nghèo lắm. Nên là có lẽ là ban bác ái chúng con cũng sẽ góp cho nhà thờ một chút xíu. Chúng con vẫn ưu tiên cho việc mua gạo cho những gia đình nghèo. Nhà bên cạnh một số nhà thờ nghèo thì khi mà xây sửa thì ban bác ái chúng con cũng chia sẻ một chút. Và mỗi tháng khi con qua bên đây thì con cũng dâng lễ nhà thờ Tu Tăng. Nhà thờ này là chính. Và cơ sở bác ái của chúng con cũng thuộc phạm vi nhà thờ này. Nói đi. Dạ. Rồi chấm tay lên nào, giơ tay lên. Con ở phương tế chồng dân dây sinh. Dạ, xin cảm ơn cha và quý ân nhân đã hai cho phần quà này. Và xin cảm ơn thầy tất cả. Rồi vỗ tay. Xin cảm ơn. Anh cho biết cảm ơn. Dạ, ơn con. Dạ, ơn con. Dạ. Mỗi tháng chúng ta đều có quà hết nghe. Cảm ơn quý vị ân nhân nghe. Rồi vậy thôi rồi, xong rồi phải không? Rồi vậy của ai người lấy đi. Dạ. Dạ. Rồi chúng ta lấy được. Ai mang được thì mang. Chúng con thì cũng đơn giản vậy thôi. Tại đang sửa nhà thờ nên là họ phải đi ngang qua đây. Okulopok. Con ơi.
để đi mẹ, xíu con vô con chát cho mẹ, cho ta đi trước đây, chát cho mẹ cái đó. Dạ con cảm ơn cha nhiều. Con xin thay mặt cho tất cả các gia đình nghèo, cách riêng là các gia đình nghèo ở Campuchia, hết lòng cảm ơn quý vị ân nhân nhé. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta làm được những cái điều đẹp lòng Chúa. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn lành xuống trên tất cả quý vị ân nhân. Con xin kính chào và hết lòng cảm ơn.